Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo. Cơ bản là cái clip mà mình cũng chia sẻ với các bạn như thế này. Nếu như các bạn nghĩ được rằng là hiện tại mình không nói là tất cả game mobile chung nha, bởi vì thực tế nói nó cũng đúng thôi. Nhưng mà chúng ta hãy đi vào một cái khái quát nhất là con Võ Lâm Mobile. Tất cả những con Võ Lâm Mobile hiện tại trừ theo các bạn nghĩ nó có phải là game mobile không? Nếu chúng ta nhìn nhận một cách sâu hơn thì câu trả lời của mình là không. Bởi vì tất cả những con game mobile bây giờ nó vận hành theo kiểu là Võ Lâm PC có thể chơi được trên mobile chứ nó không phải là game Võ Lâm mobile. Các bạn cứ nhìn nhận một vấn đề khái quát cơ bản như thế này. Game PC thuần túy chúng ta có thể giới hạn được là bốn cửa sổ trên một giờ lập, tại vì nó thể theo địa chỉ MAC. Ví dụ như chúng ta có thể tạo máy ảo thì người ta giới hạn là 8 EB trên một PC, 8 EB trên một 8 clone, 8 arc trên một PC. Vậy thì một máy tính tối đa chỉ 8 hoặc là 4 thế lại. Còn hiện tại trừ những game mobile bây giờ, một cái giả lập người ta có thể kẹp 20 cái, 40 cái, 60 cái là chuyện khá là bình thường. Và cái việc mà giới hạn EB nó không có tác dụng với họ, bởi vì hiện tại có những cái gọi là cho thuê proxy, người ta có thể fake EB một cách khác là bình thường, và 20 cái, 60 cái giả lập là riêng EB khác nhau thì người ta không chặn được. Và thực tế những game mobile bây giờ là clone nó cũng khủng khiếp hơn so với PC rất nhiều. Đó là một cái thực tế. Mà trong khi những admin game bây giờ người ta mở vẫn là mở theo kiểu là không giới hạn. Thành thử ra là nhìn nhận chung là game mobile, Võ Lâm Mobile bây giờ nó là game PC có thể chơi được trên mobile chứ nó không phải là đúng bản chất game mobile. Về góc nhìn của mình thì hiện tại mình chưa mua được mã nguồn game mobile, thành ra bây giờ mình chưa mở. Cho nên mình sẽ mở game Võ Lâm PC chơi theo phong cách game mobile. Ok, thì mình sẽ nói cho các bạn rõ chi tiết vì sao lại mình lại nói như vậy. Vì mình có cơ sở là một game thủ và chơi khá là chuyên nghiệp. Nói thật sự, nói về cày cấp hay mọi thứ là mình khỏi phải bàn. Anh em đã xem YouTube của mình thì các bạn thấy được rằng là mình tìm hiểu game khá là kỹ, cho nên khi mình đưa ra những phương án game thì nó phải là phù hợp. Và chúng ta nhìn nhận một cái góc độ chung ở những game mobile hiện tại, Võ Lâm Mobile hiện tại trừ đi, nó có một cái sự nhàm chán khá là mơ hồ. Anh em nếu các bạn chơi các bạn sẽ cảm nhận được đó. Nhiều game, ví dụ như game Thiên Tuyệt đi, nó tính năng game nó nhiều nhưng mà nhìn lại thì nó lại 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 vô hình chung nó làm cho anh em nó không có đam mê một cái tính năng game nữa, bởi vì nó rất là nhàm chán, nó không có sự update, nó không có sự thay đổi, nó không có sự phù hợp theo từng tiến độ của từng thời điểm rồi. Nó không có sự đi kèm cùng với những cái lộ trình game. Ví dụ game open mới, game open 1 2 tuần, game open 1 tháng, game open 2 tháng thì tất nhiên nó phải có những sự thay đổi chứ, nó không thể nào mà ông giả tảo cũng chừng đó, quỷ hoàng cũng chừng đó, tống kim cũng chừng đó là nó sẽ gây nhàm chán và đến thời điểm là game nó nát. Vì sao Thiên Tuyệt nó chỉ tồn tại đến 1 tháng, 1 tháng rưỡi là tất cả các server hầu như là member giảm đến mức độ khủng khiếp, và tấm kim người ta không hề, như người ta không muốn đi nữa. Kể cả tính năng vặn tiêu người ta cũng chả muốn đi vặn tiêu nữa kia, người ta lượm con tiêu xong người ta đập chết con tiêu cho nó nhanh, nó là như vậy. Bởi vì admin người ta không có theo game, người ta chỉ mở người ta ném đó người ta lấy tiền, và theo cái kiểu là clone nó còn ngập tràn nữa thì thành ra là cái chất lượng game nó không đúng. Cái thứ hai là game mobile nhưng nó lại đi theo phong cách là game PC có thể chơi được trên mobile, thành ra là chất lượng nó không đảm bảo. Cho nên đến thời điểm bây giờ có rất nhiều anh em fan của mình cũ, nhưng bởi người ta phải bỏ, người ta chơi game PC thật sự. Và hiện tại mình chưa mở game PC bởi vì mình chưa có nguồn game. Thực tế cũng có những người họ liên hệ mình hoặc là hợp tác các loại nhưng mà không phù hợp, cho nên mình không làm. Còn hiện tại bây giờ thì game PC thì nó rất nhiều, nhưng mà mình sẽ tạo cho anh em một cái sân chơi nó đúng nghĩa và nó có một cái giá trị. Những tính năng game nó sẽ có những sự phù hợp thay đổi theo lộ trình. Và cái lối chơi của mình là một cái lối chơi theo kiểu mobile, các bạn có thể không cần chơi nhiều. Các bạn không cần chơi nhiều, các bạn có thể chơi 1 2 tiếng cũng được. Nhưng bù vào đó các bạn phải bỏ tiền ra. Nếu như bỏ tiền ra cho admin game thì là một con game nát. Còn đây các bạn bỏ tiền ra các bạn
liên hệ với những anh em cày cuốc, những anh em cày trong những điểm hoạt động, những cày trong game. Người ta sẽ có những điểm hoạt động, người ta sẽ mua được những vật phẩm và người ta sẽ bán lại cho các bạn sẽ ăn để sử dụng bằng những tính năng ủy thác như thế này. Các bạn sẽ đẩy lên được cái kinh nghiệm của bạn được 50, có thể là được 100% so với kinh nghiệm của những anh em đang chơi, đang cắm cày. Nó sẽ phù hợp, nó sẽ tương tác đều giữa những người cày và những người không cày. Đó là lối chơi mobile, nó sẽ không có những sự cách biệt quá lớn. Và game nó sẽ không sử dụng những vật phẩm ít kinh nghiệm, có nghĩa là tiền thổ lỗ x2 rồi những vật phẩm x3, x4 kinh nghiệm. Làm như vậy là sự cách biệt nó càng nhiều, bởi vì game cày cách, cái vướng của nó ở đây là phân biệt cấp độ và lệch cấp độ, và mình sẽ không để điều đó xảy ra, và mình sẽ xây dựng nó theo một cái lối chơi, đó là một lối chơi game mobile. Cho nên là về lộ trình nó sẽ có những cái chi tiết rất là cụ thể, rõ ràng, rành mạch. Và các bạn chơi, nói thật luôn, kể cả game mobile đi chăng nữa, thì tính đến thời điểm hiện tại 100 người thì mình nghĩ là hết 80 đến 85 người là người ta có PC để người ta chơi. Chẳng qua game mobile là gì? Là nó thuận lợi anh em cầm cái điện thoại chơi ở đâu cũng được. Vậy thì chúng ta không có, thì từ hiện tại mình chưa có mạng, có nguồn game mobile, mình sẽ xây dựng một con game PC là các bạn sẽ phù hợp cái điều đó. Anh em có thể buổi tối về các bạn chơi 1-2 tiếng là đủ rồi. Nhưng bù vào đó các bạn không chơi nhiều thì các bạn phải mua của những anh em dân cày những cái vật phẩm, những cái để mà hỗ trợ lại kinh nghiệm cho thời gian các bạn offline. Nó sẽ phù hợp và nó sẽ không bị lệch mục đích của mình xây dựng một game như vậy. Và nó là một con game do chính anh em tự quyết định về vận mệnh của nó. Mình chỉ là người lái con thuyền thôi, còn anh em sẽ tính toán con thuyền đó. Và đông người lay thuyền thì càng đông, và nó sẽ bơi mãi mãi là do anh em sẽ tự quyết định. Và mình sẽ lái con thuyền đó, mình sẽ định hướng cho nó đi một lối đi cho nó phù hợp. Rồi, nói không xa vời nữa, thì con game PC thì nó cũng cơ bản, thì hiện tại thì con game PC này là mình mua lại. Mình mua lại, thực tế là bây giờ game PC nó cũng nhiều lắm, nhưng mà mình thì mình vẫn thích cái auto in game hơn. Cái này thì mình mua lại, mình mở. À, mình mua lại của những anh em bán game mình mở. Thì về code thì các bạn khỏi lo đi, cái vấn đề code thì anh em yên tâm, mình đã từng lại đi in game. Thì vấn đề code thì mình làm được cả, không có vấn đề gì quan trọng. Nhưng quan trọng ở đây là từng tính năng nó sẽ được tối ưu hóa, nó sẽ được phù hợp và sẽ được khá là hay. Và một ngày các bạn chỉ cần bỏ ra vài tiếng các bạn chơi là đủ rồi. Nếu như các bạn có PC các bạn kẹp thì càng tuyệt vời. Còn nếu như các bạn không có thời gian kẹp nhiều thì các bạn có thể nhờ người khác kẹp hộ, hoặc các bạn có thể sử dụng những cái mà mình sau ra để các bạn có thể mua lại của những anh em dân cày, để chúng ta có thể hài hòa. Chúng ta sẽ không bị lệch cấp quá mức, có thể lệch một chút xíu thì nó cũng không là vấn đề gì lớn. Và đây là một con game PC nhưng lối chơi là mobile. Có lẽ nói ra các bạn mơ hồ, nhưng các bạn cứ yên tâm đi, sẽ có những clip, những có bài viết và thực tế trải nghiệm, các bạn sẽ thấy được là đây là một con game PC có lối chơi mobile và là một con game giải trí đúng nghĩa. Nó sẽ không bị lợi nhuận bởi admin, nhưng nó sẽ bị tương tác lợi nhuận bởi chính member. Các bạn sẽ là người quyết định được con game nó giá trị như thế nào. À, còn nhiều anh em sẽ có những cái suy nghĩ là anh cái vậy game mà nạp 10.000 một ngày, rồi cái gói quà là nạp hay không nạp, nó cũng không có vấn đề gì, vậy anh lợi nhuận như thế nào? Đây là một server mở phi lợi nhuận, tất nhiên đảm bảo nó sẽ không lỗ, nhưng nó sẽ không lời nhiều. Nhưng mình muốn tạo một cái cộng đồng game, những người yêu thích, những người đam mê có một cái sân chơi giá trị. Cái thứ hai, nhiều anh em bảo ôi như thế thì game nó có giá trị gì không anh? Có giá trị do chúng ta vận hành về tính năng, về cách hoạt động, về cách xây dựng là game nó sẽ có giá trị. Và cái thứ nhất, cái thứ hai á, giá trị ở đây là gì? Không phải cứ game mà cứ mở shop ra rồi bán đồ này kia tà le tù lua là game giá trị. Không phải. Cái đó là game hút máu chứ không phải là game giá trị. Game giá trị là game do người ta khai thác, người ta kiếm, người ta xây dựng được, thì người ta nâng cái giá trị của nó lên. Đó là game giá trị, do chúng ta xây dựng cái con game như thế nào nó mới đem lại giá trị như thế đó. Chứ bây giờ chúng ta xây dựng một con game nó không ra làm sao cả, một con game nó thực sự nó nhàm chán, những tính năng game nó không biết đi đâu về đâu. Ví dụ như chúng ta đi tống kim, chúng ta được điểm tống kim mà chúng ta chả biết làm gì ngoài cái việc mua thuốc lắc để mà vào đánh tống kim. Đến một lúc chúng ta cũng chả muốn đi tống kim nữa, đó là một sự nhàm chán. Vậy thì mình sẽ thay đổi, mình sẽ phá cách mà mình sẽ xây dựng để mỗi tính năng game đều là những cái hay mà các bạn sẽ phải đầu tư thời gian để chúng ta có thể tham gia nó. Và những anh em dân cày chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ được những cái
gì đó. Và những anh em mà không có thời gian thì chúng ta có thể tham gia ít hơn, chúng ta có thể mua được những vật phẩm của những anh em dân cày. Đó là một sự tương tác giữa giao thương. Trước đây Võ Lâm thời kỳ 2006-2005, hồi đó làm gì có chuyện mà kỳ trăng cát, có gì even tiền vạn đó, even tiền đó có, chỉ có là anh em tự quyết định vậy mà không game nó vẫn chất lượng vậy thôi. Vậy thì chúng ta hãy xây dựng một con game như vậy, nhưng với cái sự phù hợp mới thì mình sẽ xây dựng thêm một con game theo lối chơi mobile, phá cách theo lối chơi mobile các bạn nha. Có nghĩa là nó sẽ hài hòa giữa người chơi nhiều và người chơi ít, nó sẽ phù hợp với mọi cái. Và tất nhiên mọi cái mình sẽ sâu ra, nhìn cho mình chả giấu giếm. Làm game làm admin mà cái gì mấy ông cũng giấu ấy, mấy ông cũng dí mấy thỏi, mấy ông không biết. Fanpage thì không biết chi về game, support không biết chi về game. Rồi admin làm thì kiểu lén lén lút, làm như vậy là con game nó mất chất lượng. Mình muốn tạo một cái sân chơi bền nhất và lâu dài nhất có thể cho anh em. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Và tất nhiên sẽ có những clip chia sẻ một cách rất là chi tiết con game nó sẽ như thế nào, vận hành ra làm sao. Anh em chả cần phải tìm hiểu, kể cả các vấn đề test, anh em cũng chả cần test. Các bạn chỉ cần xem clip, xem các bài viết của mình thì các bạn sẽ hiểu nó là như thế nào. Ok. Và về trang chủ thì mình chưa upscribe, nhưng mà về có lẽ là trong tuần sau mình sẽ ráp toàn bộ hết. Còn hiện tại thì fanpage thì có, nhóm Zalo cũng có ở trong phần mô tả. Anh em có thể vào tham gia, chúng ta giao lưu để chúng ta có thể có một sân chơi đúng cái giá trị của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào anh em.